Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới thứ tư ngày 16 tháng 2 của STV. Rất vui khi sáng nay tôi sẽ là người đồng hành với quý vị trong chương trình. Thưa quý vị, chỉ tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến 7 giờ sáng hôm qua, Sơn La đã có gần 6.700 ca mắc COVID-19. Trong khoảng một tháng rưỡi, phải đảm nhận các công việc phòng chống dịch và điều trị hàng nghìn bệnh nhân COVID-19 như vậy. Có thể nói, nhiệm vụ đặt lên vai ngành y tế là rất nặng nề, Nội dung này sẽ được phản ánh trong chương trình sáng nay cùng những nội dung đáng chú ý khác. Bây giờ như thường lệ là phần tin tức. Xuất bản mới và tái bản 500 đầu sách dưới dạng xuất bản phẩm điện tử theo các thể loại: 300 đầu sách chính trị, xã hội và văn hóa, 100 đầu sách thông tin đối ngoại, 100 đầu sách song ngữ Việt Anh và 100 đầu sách thiếu niên nhi đồng. Đó là mục tiêu của chương trình sách quốc gia giai đoạn 2022-2026 chương trình cũng đặt ra mục tiêu xây dựng trang tin điện tử website và phần mềm ứng dụng trên thiết bị máy tính điện thoại di động để lưu trữ và phát hành sách điện tử của chương trình sách quốc gia Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình sách quốc gia, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình sách quốc gia, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình sách quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Qua chương trình nhằm ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xuất bản, tăng cường cung cấp phổ biến tri thức, phục vụ nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, thực hiện các định hướng phát triển đất nước. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Sơn La, tổng điểm trung bình của các sở ngành đạt 92,94 trên 100 điểm, tăng 2,69 điểm so với năm 2020. Có 15 đơn vị đạt kết quả trên mức trung bình, tổng điểm trung bình của các huyện đạt 87,57 trên 100 điểm, tăng 1,42 điểm so với năm 2020. Năm 2022, các sở, ban ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo định hướng của tỉnh, triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung về cải cách hành chính gắn với việc thực hiện đề án cải cách hành chính trong đảng, triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao, ra soát đánh giá chính xác những hạn chế yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục cải tiến lề lối tác phong làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống ngân hàng chính sách xã hội toàn tỉnh Sơn La đã thành lập được 3.864 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các bản tiểu khu, với tổng dư nợ của các tổ chức nhận ủy thác đạt 4.955 tỷ đồng. Qua đánh giá, 100% các tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia giao dịch xã, 99,6% số tổ có số dư tiền gửi, và 98,9% tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền. Tổ tiết kiệm và vay vốn đã và đang là mắt xích quan trọng trong kênh dẫn vốn của ngân hàng chính sách xã hội là cầu nối giữa người vay và ngân hàng chính sách xã hội, phát huy tốt vai trò trợ giúp, hộ vay làm các thủ tục vay vốn, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh, thực hiện cơ chế dân chủ, công khai trong bình xét vay vốn, truyền tải các chủ trương chính sách về tín dụng ưu đãi tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đồng đốc hộ vay trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Nhờ hoạt động tích cực của tổ tiết kiệm và vay vốn nên nguồn vốn vay ưu đãi đã phát huy được hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Tại huyện Thuận Châu, phát triển các mô hình nuôi trâu bò vỗ béo đang đem lại hiệu quả kinh tế tích cực. Với hình thức chăn nuôi này đã góp phần giảm tình trạng thả rông gia súc, tăng hiệu quả quản lý đàn trong việc chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh, tận dụng được nguồn phụ phẩm tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn, nhất là giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Từ hiệu quả các mô hình, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các xã tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn ngân hàng để phát triển chăn nuôi, chỉ đạo các cơ quan chức năng mở lớp tập huấn kiến thức về phòng chữa bệnh cho đàn vật nuôi và hướng dẫn chế biến ủ chua thức ăn cho gia súc trong mùa đông, tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho châu bò, đồng thời vận động người dân chuyển đổi đất trồng cây hoa màu năng suất hiệu quả kinh tế thấp tận dụng diện tích đất trống để trồng trên 1.300 ha cỏ voi, trên 427 ha ngô sinh khối làm thức ăn. Vì vậy, số lượng trâu bò luôn tăng trưởng qua các năm. Hiện toàn huyện có 9.800 con trâu và hơn 49.500 con bò. Với sự chung tay của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần, 93 ngôi nhà đại đoàn kết được dựng xây, giúp các hộ nghèo ở huyện Quỳnh Nhai an cư lạc nghiệp Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã triển khai nhiều hình thức để vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo và nguồn an sinh xã hội. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quỳnh Nhai đã bàn giao 93 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã với tổng trị giá 5 tỷ đồng. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong huyện đã trao hơn 1.000 xuất quà Tết với tổng trị giá trên 500 triệu đồng tới các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Tỉnh Sơ La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó có nhiều chính sách để thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt với những triển vọng khởi sắc trong năm 2022 – Trước yêu cầu đòi hỏi phát triển du lịch Sơn La trong những năm tới, các cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ có nhiều chủ trương quan trọng, cần thiết dành cho lĩnh vực du lịch với mục tiêu phấn đấu đưa du lịch Sơn La trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn vùng Tây Bắc. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2021, lượng du khách đến với tỉnh Sơn La ước khoảng hơn 900.000 lượt, đạt hơn 30% so với kế hoạch đề ra. Để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị cá nhân, hợp tác xã kích cầu du lịch trong trạng thái mới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tích cực thẩm định, công nhận các khu điểm du lịch cấp tỉnh đạt tiêu chí theo luật du lịch, phối hợp liên kết với các đơn vị lữ hành có uy tín, xây dựng mô hình thí điểm các khu du lịch an toàn, hướng dẫn cá nhân doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Phần đầu năm 2022, lượng khách du lịch đến Sơn La đạt 3,2 triệu lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.800 tỷ đồng. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ thực hiện chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn và ma túy trong cả năm nay. Cảnh sát giao thông chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bộ Công an cũng yêu cầu cảnh sát giao thông kiểm soát Tại các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đường tỉnh, huyện liên xã, tuyến địa bàn giáp danh, địa bàn gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi, khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn, khu vực phức tạp về an ninh trật tự, ma túy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. thưa quý vị, hiện nay cùng với các địa phương trong tỉnh, tại huyện Bắc Yên, các ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng. Tuy nhiên, đây là một trong ba địa phương có số ca mắc ít nhất tỉnh với 276 ca mắc ghi nhận đến 7 giờ sáng hôm qua, trong đó hơn 200 ca đã được điều trị khỏi. Vậy hệ thống y tế Bắc Yên đã ứng phó với dịch COVID-19 như thế nào? Phản ánh của cộng tác viên trung tâm truyền thông văn hóa huyện Cùng với nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được ngành y tế huyện Bắc Yên tham mưu thực hiện có hiệu quả. Kịp thời triển khai các văn bản chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cấp trong công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt công tác điều trị các ca F0 theo chỉ đạo của tỉnh và phù hợp thực tế của huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm chủng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, phối hợp với các ngành điều tra, truy vết, quản lý các trường hợp từ nơi khác đến về địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các quy định trong công tác phòng chống dịch COVID-19, theo dõi phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và các trường hợp đi từ vùng dịch về, triển khai tốt công tác lấy mẫu các trường hợp nghi ngờ tiếp xúc hoặc đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng quy định. Chúng tôi đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng kịp thời theo nghị quyết 21 của chính phủ trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 28 thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp tổ chức tiêm chiến dịch mùa xuân để đạt bao phủ mũi ba đạt 100% đối tượng được tiêm chủng trên địa bàn của huyện. Với những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, các trạm y tế xã thị trấn trong huyện Bắc Yên cũng đã chủ động tham mưu xây dựng phương án, kịch bản, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị thuốc, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra tại địa phương. Xã Hồng Ngài là cái xã đặc biệt khó khăn. công dân đi làm ăn xa ở các tỉnh về cũng rất là nhiều. Trước khi mà người dân trở về địa phương thì phải khai báo y tế và trước khi khai báo y tế là phải test nhanh. Nên là chúng tôi cũng đã sàng lọc được những cái đối tượng F0 để chúng tôi cho ra vào khu điều trị. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã được đẩy mạnh, nhất là nâng cao nhận thức cho người dân đi tiêm phòng dịch COVID-19, thực hiện thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch. Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân trong phòng chống dịch, tất cả vì sức khỏe của cộng đồng. Tôi đã được tiêm hai mũi, cũng rất bình thường, không thấy đau hay sốt. Hôm nay đến đây để tiêm mũi 3, qua được tiêm thì hy vọng sẽ chống dịch cho mình và mọi người tốt hơn. Là huyện vùng cao, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống. Để tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân gắn với triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ huyện Bắc Yên tiếp tục trao dồi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp và Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch COVID-19 góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ổn định phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vâng, tình hình dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, điều này cũng tiếp tục đặt gánh nặng lên vai cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Mong sao việc kiểm soát dịch sẽ nhẹ nhàng hơn và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại với chúng ta. Khép lại câu chuyện ngày mới, chương trình tiếp tục với góc cuộc sống. Thưa quý vị, góc cuộc sống hôm nay chương trình sẽ đưa quý vị tới một địa chỉ đỏ ghi dấu ấn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đó là côn đảo. Hàng năm cứ vào những ngày đầu xuân, khi những cơn gió chướng cuối mùa đang dần nhường chỗ cho tiết trời xuân với trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thì cũng là thời điểm những cây bàng ở côn đảo bước vào mùa thay lá. Những đàn lá bàng đang xanh bỗng dần chuyển vàng rồi đỏ thẫm khiến bất cứ ai đang có mặt ở Côn đảo dịp này cũng không khỏi sao xuyến, bâng khuâng trước vẻ đẹp nên thơ, quyến rũ của cảnh sắc nơi đây. Nhắc đến côn đảo, có lẽ nhiều người vẫn hình dung về một thị trấn cây bàng. Bởi ở côn đảo, bàng có mặt ở hầu khắp mọi nơi, từ trong rừng đến những con đường, công viên, công sở, trường học, các di tích lịch sử. Đầu đầu cũng có bóng dáng của những cây bàng. Vào những ngày trung tuần tháng 2, những cây bàng tại côn đảo bước vào mùa thay lá, biến những con phố của huyện đảo trở nên thơ mộng như những bức tranh nhiều màu sắc. Năm nay là năm thứ ba liên tiếp, bọn chị đến đây để tham quan và kết hợp với đi lễ ở côn đảo. Ở đây thì hàng các hàng bàng đều là các hàng bàng cổ thụ, rất là khác biệt, lá cũng rất là đẹp và gốc to, lá rất là bóng, đẹp và rất là khác biệt so với những nơi khác không chỉ có du khách mà rất nhiều người dân côn đảo trong đó có các bạn trẻ cũng tranh thủ dịp này để đi chụp hình, lưu lại cho mình những bức ảnh đẹp vào mùa bàng thay lá. Con là một học sinh cuối cấp sinh ra và lớn lên tại côn đảo thì vào mùa mà bàng thay lá này thì con và các bạn cũng hay rủ nhau đi chụp với nhau vài tấm hình để kỷ niệm lại cái mùa thay lá với lại tại vì tôi con cũng sắp đi xa nên là muốn làm về tấm hình để lưu lại kỷ niệm con cảm thấy là rất là đẹp này à, cổ kính à, và nó sắp thay lá đâm chồi lên thì sẽ rất là kiểu đẹp côn đảo mùa bằng lá đỏ vội đến vội đi bởi mùa bằng thay lá không kéo dài quá lâu thông thường chỉ trong khoảng 2 tuần trong thời gian này, từng chiếc lá đỏ rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi, mơn mởn, đầy sức sống, đánh dấu thời khắc giao mùa thiêng liêng của đất trời, của thiên nhiên, góp phần tô đẹp thêm cho hòn đảo ngọc phía trời nam của Tổ quốc. Những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới sáng nay của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.